Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Trong video này thì em lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì em xin giới thiệu đến anh chị mình một lô đất vô cùng là rẻ, giá siêu ngộp anh chị nhé. Nằm ngay gần công viên 7 Kỳ Quan, lô đất có phong thủy là hướng đông, rất là đẹp, nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều, anh chị nào xây ở thì rất là mát. Diện tích là ngang 4 dài 20, phun thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, giá chốt là 1 tỷ 80 triệu. Đây là một mức giá đang rẻ nhất thị trường, không có lô nào rẻ hơn lô này. Quý anh chị xem được video của em thì hãy nhanh tay lên kết nối, nhắn tin cho em sẽ gửi sổ hồng để anh chị mình xem, cũng như là hẹn anh chị xuống xem thực tế để mình mua cái lô này anh chị nhé. Đây là một lô đất giá siêu ngộp, siêu rẻ, phải nói là rẻ nhất thị trường của cái khu vực Cát Tường, Phú Sinh này. Quý anh chị mình hãy nhanh tay lên để sở hữu một lô đất ngang 4 dài 20. Với diện tích này cũng khá là đẹp, anh chị mình xây nhà mình thiết kế được cả sân đậu xe hơi với cái chiều dài là 20 anh chị nhé. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh, xây dựng tự do, rất là nhiều lợi thế.